Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xe tải của em Tiến nha quý vị. Hôm nay thì em Tiến sẽ cùng mọi người đi chi tiết về hai cái dòng xe tải cùng dài. Như trên màn hình quý vị có thể nhìn thấy là bên trái là chiếc xe Đông Phương Hoàng Huy B180. Với con này chúng ta sẽ có tải trọng là 8 tấn 15, thùng dài 9m5. Xe chassis sẽ do công ty ô tô Phú Mận đóng thùng và ra phiếu nha quý vị. Ở bên màn hình tay phải màn hình quý vị là con xe tải Fao. Con xe tải Fao này là con xe nó sẽ có tải trọng là 7 tấn 25, thùng dài 9m7. Đây là hai cái sản phẩm thùng dài mà gần như là trọng là một trong những chiếc xe thùng dài đi tiên phong đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Đó, Đông Phương Hoàng Huy và xe Fao. Bây giờ em mời mọi người cùng đến với em chi tiết hai xe, thông số kỹ thuật. Đặc biệt là hai cái xe này chúng ta sẽ có cái xe chassis ở đây, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm qua cái động cơ cũng như là cái cabin chassis của hai xe này nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là với xe Đông Phương và xe Fao, chúng ta sẽ có một cái đầu cabin phải nói là nó khá là to đúng không ạ? Với một cái tải trọng tầm 8 tấn thì so với lại các cái mẫu xe khác như là Isuzu hay là xe Hyundai thì cả hai xe này nó sẽ có một cái cabin to bản hơn đúng không ạ? Và nhìn tổng quát qua thì hai cái cabin này thì nó sẽ có bề ngang là tương đương nhau, nhưng về chiều cao cơ sở thì chúng ta có thể thấy là xe Fao nó sẽ có một cái chiều cao cơ sở cao hơn so với mẫu xe Đông Phương nha. Về khi mà quay thấp hơn như thế này thì chúng ta có thể thấy là ở cái phần dàn gầm xe thì mình thấy là cái độ khoảng sáng gầm của hai xe là hai cái điểm thấp ở từ cái đè của cái bánh xe trục cầu trước đó. Với mặt đất thì hai xe bằng nhau, nhưng khi mà đi lên trên một xíu thì chúng ta thấy là cái phần cabin của xe Fao đặt cao hơn một xíu so với xe Đông Phương nha quý vị. Còn về cái thiết kế thì mình đánh giá xe Fao thì nó sẽ có thiết kế cao, đương nhiên là cao rồi, nhìn nó sẽ to đẹp hơn, vững chãi hơn. Nhưng với cái thiết kế xe Đông Phương thì mình nhìn nó quen mắt rồi, nó nhìn nó đơn giản hơn một xíu, nhưng mà cái thiết kế nó sẽ chắc chắn và cứng cáp hơn nha. Đây, đến đây chúng ta có thể thấy là cái xe Đông Phương đây này quý vị, tất cả các cái chi tiết đã được lắp đặt trên cái xe Đông Phương, trên cái mặt cabin nó rất là chắc chắn luôn. Nào, chắc chắn. Còn với cái xe Fao thử nha. Đấy, mình vẫn thấy là cái nó mặt ca lăng nó yếu hơn một xíu, còn cả thì vẫn là cản sát, hai xe được trang bị cản sát. Đèn thì vẫn là cụm đèn halogen, đèn thì chúng ta có thể thấy là đèn Đông Phương thì nó lớn hơn, nhưng cái cụm đèn của xe Fao thì mình thấy là nó thẩm mỹ hơn. Đó. Còn về màu sắc xe thì mình đang quay đây là hai xe màu trắng. Xe Đông Phương ta sẽ có một cái hai cái lựa chọn, thứ nhất là lựa chọn màu trắng hoặc là lựa chọn màu vàng như ở đằng xe kia. Nhưng đối với chiếc xe tải Fao hiện tại thì mình thấy là nó tại bãi Phú Mẫn thì chúng ta chỉ lựa chọn được một cái phiên bản màu trắng. Nhưng nếu quý khách đặt hàng thì ngoài ra chúng ta sẽ có lựa chọn phiên bản màu xanh hoặc là phiên bản màu vàng nha. Đó là cái hai cái màu sơn thiết kế xe nha. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ đi thêm về cái phần hông xe. Bên hông xe chúng ta sẽ thấy là phần cửa của xe Đông Phương Hoàng Huy chúng ta sẽ được dán tem là Hoàng Huy Hải Phòng. Còn với cái xe Fao thì chúng ta sẽ có một cái bộ sơn sơn phun trực tiếp luôn, phun vào xe luôn nha. Đấy, Fao đây quý vị, Fao này đó, khả năng không phải là sơn luôn quý vị. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái miếng decal là dán vào đây nha. Đó, Fao thì chúng ta thấy là cái chữ Fao nó sẽ đẹp hơn giữa cái logo của Đông Phương nha. Còn về phần cửa đây, tay nắm cửa của xe Fao thì chúng ta sẽ có tay nắm cửa dọc à, mở ra. Đó. Khi mà mở ra đóng lại thì mình nghe thấy nó hơi bị sột soạt nha. Còn với cái mẫu xe Đông Phương đây quý vị, khi mở ra này đó, chắc chắn hơn một xíu nha, chắc chắn hơn. Đây, đóng lại đó, cái tiếng đóng cửa của xe Đông Phương nó cũng đầm hơn rất nhiều so với cái mẫu xe Fao nha quý vị. Đó. Còn về cỡ lốp, mặc dù là cái xe Fao nó có cái chiều cao cơ sở cao hơn một xíu so với cái xe Đông Phương, nhưng cỡ lốp của cả hai xe là sử dụng cỡ lốp 10R20 tương đương nhau nha, giống như chiếc xe tải Fao đây 10R20, xe Đông Phương chúng ta cũng được trang bị cỡ lốp 10R20 nằm đây nha quý vị. Đó, hai xe sẽ được trang bị cỡ lốp bằng nhau, đều trang bị 10 tắc kê. Nhưng ở dàn chân trước thì chúng ta để thấy là xe Đông Phương mình thấy là khi mà được chụp lên những cái nắp bảo vệ tắc kê như vậy thì mình thấy là nó thẩm mỹ hơn so với lại cái mẫu xe Fao nha.
đấy là cả cái cabin của cả hai xe, đó là thiết kế ngoại thất. Và bây giờ mình đến với cái phần là chassis xe. Rồi, chassis của cả hai xe Đông Phương và xe Pao thì chúng ta thấy là hai chiếc xe này gần như là ngang ngửa nhau. Cái chassis thì dày, to bản. Đây, với một cái xe Đông Phương 8 tấn nhưng chúng ta có một cái hệ thống chassis cực kỳ là dày đặc luôn. Đấy, đè ngang, đè dọc cực kỳ lớn. Đấy. Chassis thì chúng ta sẽ có chassis là hai lớp. Đó, chassis hai lớp nha. Đó, quý vị thấy chưa? Đấy, chassis nhìn rất là đã luôn. Còn cái chassis của xe Phao, đấy, không, cũng không hề kém cạnh nha quý vị. Đó. Cái đè ngang thì quý vị có thể thấy là được làm dày, và đè ngang thì các cái đè ngang thì đều được làm bản lớn, đấy, bằng trang bị bằng luôn so với lại cái đè dọc luôn nha quý vị. Đó. Chassis thì chassis hai lớp luôn này. Đó, chassis là chassis hai lớp luôn nha. Đó, nhìn rất là chắc chắn. Chassis của cả hai xe là một trong những cái điểm mắt cho mang lại cái thương hiệu cho cả hai xe này nha quý vị. Đó. Rồi. Rồi quay về phần phía trước đây, chúng ta sẽ nói tiếp đến phần động cơ. Thì để thấy được cái động cơ thì chúng ta sẽ có cái thiết kế mở đầu cabin. Thì cả hai cái đầu cabin là đầu cabin xe Phao này quý vị. Phải mở cabin xe Phao và mở cabin xe Đông Phương nằm ở góc bên kia quý vị. Đều là mở cabin bằng tay. Khi mà quý khách mà muốn mở cái đầu cabin này lên, chúng ta sẽ phải bơm. Đấy, bơm bằng tay nha. Đấy, nó rất là mất sức bởi hai cái đầu cabin này rất là nặng. Đấy, nó tương tự như là cái đầu cabin của những cái xe tải lớn vậy. Cho nên là nếu như mà cả hai xe này đều được trang bị cái đầu cabin mở điện thì nó sẽ ăn điểm hơn nha. Giống như là mẫu xe Jack 25, nhưng cả hai xe này thì đều trang bị mở đầu cabin mở bằng tay. Đó. Còn về cái phần động cơ, động cơ của cái xe tải Phao chúng ta có thể nhìn thấy ở đây nè. Đấy, động cơ của xe tải Phao nha. Trang bị động cơ là động cơ Phao D Power Twin. Đây là cái động cơ Phao luôn. Đấy, động cơ Phao Sun là một trong những cái thương hiệu động cơ rất là nổi tiếng dành riêng cho cái dòng mẫu xe tải Phao. Thì với cái động cơ này, xe Phao sẽ có cái dung tích xi lan là 6.6 lít và cái công suất của nó là 180 mã lực. Đó. Dung tích nó lớn và cái công suất nó thì vẫn đẹp là 180 mã lực nha. Thì với cái mẫu xe Phao này thì khách hàng sẽ có một cái lựa chọn đi cũng rất là khỏe. Bởi tải trọng chỉ 7 tấn, 8 tấn nhưng cái động cơ tới 6.6, tương tự như một trong những cái mẫu xe tải 3 chân hoặc là 4 chân của các thương hiệu như động cơ máy Yuchai nha quý vị. 6.6 lít. Đấy, đây là cái động cơ được đánh giá là gần như là có cái dung tích to nhất, lớn nhất trong cái mẫu xe tải dưới 10 tấn nha quý vị. Động cơ Phao D 6 máy 6.6 lít 180 mã lực nha quý vị. Động cơ Phao hay xe Phao là một trong những cái thương hiệu xe chuyên dụng của đất nước Trung Quốc. Đó, đầu kéo Phao hay những cái mẫu xe ben Phao tại cửa khẩu quý vị có thể nhìn thấy rất là nhiều. Đó. Còn cái xe Đông Phương thì sẽ được trang bị động cơ là động cơ Cummins. Đây là một cái thương hiệu đến từ nước Mỹ. Đấy. Và chúng ta sẽ có cái động cơ Cummins này được lắp đặt hầu hết trên những cái dòng xe đầu kéo Mỹ nha. Và hiện tại đang được lắp đặt trên các mẫu xe tải Đông Phương Hoàng Huy B180 ở những cái đời từ 28 đến nay nha. Hoặc là mấy cái xe lớn đời trước nha. Thì cái mẫu xe Đông Phương Hoàng Huy này chúng ta sẽ có cái động cơ là 5.9 lít và cái công suất của nó là 180 mã lực. Đây chúng ta có thể chiêm nghiệm đây. 6 máy Đông Phương nằm cực kỳ là chất lượng, chắc chắn luôn nha. 180 mã lực với dung tích là 5.9 lít và cái mô men xoắn của nó là rất là lớn. Như vậy thì cả hai xe này nó sẽ đáp ứng một cái nhu cầu đi lại cực kỳ tốt. À, động cơ lớn, khỏe, 6 máy đi cực kỳ đều máy nha. Và hai xe này thì nó có cái dung tích cái tiêu thao nhiên liệu nó rơi vào tầm xe Đông Phương thì em được đánh giá nhiều hơn. Đấy. Đánh giá của khán giả nhiều hơn nó rơi vào tầm từ 18 đến 20 lít. Còn cái xe Phao thì em thì ít nghe được các bác tài đánh giá nhưng khả năng thì xe Phao nó máy lớn hơn, nó sẽ chỉ ăn hơn một xíu hơi nha so với mẫu xe Đông Phương. Nhưng mà đây là một trong những cái dùng cái sự tiêu hao cũng khá là ok rồi cho một những cái xe tải thùng dài. Rồi cả hai thì đều được trang bị động cơ Euro 5. Khi mà vận hành chúng ta sẽ phải sử dụng thêm cái nước dung dịch xử lý khí thải nha. Đấy, bình dầu của cả hai xe được làm hợp kim nhôm. Đấy, bình dầu này là 200 lít nha. Rồi cỡ lốp thì lốp trước lốp sau bằng nhau nha. Rồi về phía trong lòng cabin thì chúng ta thấy ở mẫu xe Phao chúng ta sẽ có là các cái bình hơi, các cái bầu hơi này sẽ được làm bằng hợp kim nhôm, làm gọn ghẽ ở trong cái phần chassis. Đó. Còn đối với mẫu xe Đông Phương thì chúng ta sẽ có cái hệ thống biểu bầu hơi được đặt ở xung quanh cái bình ắc quy. Đó. Đây, và cái bầu hơi thì được đặt thấp hơn so với lại cái xe Phao. Như vậy thì mình ở cái thiết kế này thì mình đã
đánh giá là cái bình hơi của cái xe phao được đặt nằm ở trong cái dàn chassis như vậy thì mình thấy là nó cũng hợp lý hơn, do được đặt trên cao sẽ được bảo quản tốt hơn nha. Nhưng tất cả các cái thiết kế ở các cái xe này thì đều được các kỹ sư đã được nghiên cứu rất là rõ ràng luôn nha. Đó, rồi lốp trước lốp sau bằng nhau, lốp sau vẫn là cỡ lốp 10 rồi 20. Rồi hệ thống cầu thì hai xe này mình đánh giá là cầu gần như là sử dụng cỡ cầu tương đương nhau. Cầu này là cầu 4.8. Đây. Cầu này là cầu 4.8 nha quý vị. Đó là một trong những cái loại cầu chung nha. Đó. Bầu hơi ở cái xe phao quý vị, ở cái xe phao nha. À, hôm nay em mới nhìn thấy nó có một cái đặc biệt là em tiến thấy dây. Đây, khả năng dây này là dây ABS quý vị. Đó. Xe phao này thì khả năng có thể là có ABS bởi ở đây nó có cái cảm biến này. Đó. Đây nó có cảm biến. Khả năng xe phao có hệ thống ABS nha. À có ABS này quý vị. ABS chính thức là có ABS luôn nha. Xe phao có ABS này. Đó. ABS. Còn ở trên chiếc xe tải Đông Phan thì em tiến chưa nhìn thấy. Xe tải Đông Phan thì khả năng là xe không có hệ thống phanh ABS nha. Hệ thống chống bó cứng phanh, một trong những cái hệ thống an toàn được trang bị trên tất cả các cái dòng xe, đặc biệt là các cái xe du lịch. Nhưng đang dần dần các cái xe tải nặng thì hệ thống an toàn là một trong những cái cần thiết nha. Rồi, hệ thống nhíp lá thì nhíp lá 2 tầng. Ở xe Đông Phan thì chúng ta thấy cái bó lá nhíp nó dày hơn, nhiều hơn. Và cái lá nhíp thì mình thấy nó cũng lớn nha. Nhưng mình thấy ở cái xe phao thì mình thấy là cái bó lá nhíp nó ít hơn một xíu. Đó. Nhưng cả hai xe này với cái tải trọng chỉ 8 tấn, 10 tấn thì hệ thống nhíp lá cầu gầm xe này đáp ứng dư sức cho quý khách hàng luôn nha. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng xem sơ qua các cabin xe ở các cabin xe Đông Phan trước nha. Cabin xe Đông Phan thì chúng ta sẽ có cái thiết kế là 3 ghế ngồi và một giường nằm phía sau. Đây, 3 ghế ngồi cực kỳ rộng rãi, một giường nằm phía sau đây. Đó. Xe Phao thì trang bị luôn, xe Đông Phan thì trang bị luôn cái rèm cửa. Như vậy thì giúp cho khách, các bác tài khi mà nghỉ ngơi nó thoải mái, không gian riêng tư. Hệ thống phân hơi, phân tay lốc kê, hộp số 8 cấp, 8 số tiến, hai số lùi có lẫy chuyển rùa thở. Hệ thống ghế là hệ thống ghế hơi. Đó. Rồi. Kèn thì chúng ta sẽ có hệ thống kèn hơi, kèn điện, kính cửa chỉnh điện, rồi chìa khóa điện trung tâm, rồi hệ thống khóa cóc, khóa cầu. Đó. Như vậy thì xe Đông Phan thì trang bị đầy đủ máy lạn âm thanh radio FM em nha. Đó. Đó. Rồi. Đến với lại cabin xe phao nha. Đây cabin xe phao. Cabin xe phao chúng ta cũng có được trang bị hệ thống là ba ghế ngồi và một giường nằm phía sau. Đây. Cabin xe phao thì nó sẽ có chiều cao cơ sở cao hơn một xíu so với lại cái xe Đông Phan nha. Nhưng tầm nhìn hai xe thì cũng hoàn toàn là tốt bởi nó cabin nó rộng cao. Cho nên là nó đáp ứng được cái nhu cầu có thể quan sát được cái phần thùng dài phía sau. Đấy, hệ thống gương hậu, gương hộp kìa. Đó. Quan sát được đầu xe, hông xe. Đó. Rồi, ghế thì chúng ta ba ghế. Rồi một giường nằm phía sau nha, cũng rất là rộng rãi và thoải mái nha. Đó. Nhìn rất là thoáng. Đó. Máy lạnh đầy đủ, âm thanh radio FM. Đấy, thiết kế cabin thì đẹp hơn so với xe Đông Phan nha, chắc chắn luôn. Thiết kế ở trên xe Phao hoặc là xe Vim VT 880 ấy, cái thiết kế cabin cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, vân gỗ bóng đó. Rồi hộp số là hộp số tem số tiến, hai số lùi lại chuyển rùa thỏ. Rồi hệ thống phanh hơi, phanh tay lốc kê, khóa điện, rồi chìa khóa điện trung tâm, rồi kính cửa chỉnh điện đầy đủ nha. Đó. Ghế hơi luôn. Như vậy thì đây là hai cái mẫu xe thùng dài tiên phong đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Đó. Xe Đông Phan Hoàng Huy B180 tải trọng 8 tấn, thùng dài 9m5, hay là xe Phao tải trọng 7 tấn 25, thùng dài 9m7. Đây là hai cái sản phẩm tiên phong thùng dài đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Hiện tại thì những cái lựa chọn như là xe Vim VT 880 hay là quý khách lựa chọn các cái mẫu xe như dạng A5 thì hai cái mẫu xe này là có cái lựa chọn là 4 máy cho quý khách hoặc là trên 5 nha. Đấy. Còn với cái xe 6 máy thì nó sức khỏe, chất lượng đấy, tốt hơn nha, đều máy hơn. Hai xe này thì nó khẳng định cái tên tuổi thị trường nó ok hơn. Về phần khung gầm, chassis, động cơ, cầu gầm, quý khách em vừa đi chi tiết với em có thể đánh giá được chất lượng như thế nào nha. Ở như vậy mọi người có quan tâm đầu tư hai mẫu xe thùng dài Đông Phan hoặc là xe Phao hay là các mẫu xe tải thùng dài khác, thùng dài 9m5 thì cứ liên hệ với em Tuyến theo con số điện thoại em để trên màn hình nha. Thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người thông số kỹ thuật, hồ sơ vay vốn ngân hàng hoặc là kết bạn Zalo với em theo hai số điện thoại trên. Thì em sẽ gửi báo giá vay vốn ngân hàng, quý khách có thể tham khảo trực tiếp hơn.
nha. Rồi, bãi xe thì công ty ô tô Phú Mận rất là nhiều xe, quý khách có thể đến đây xem xe, thử xe, trải nghiệm các cái mẫu xe như là xe Pao, Đông Phe hay Jack A5, kể cả mẫu xe Sen Lam cũng có thể bãi công ty ô tô Phú Mận nha. Rồi, ở clip sau thì em sẽ báo giá từng loại xe chi tiết, vay vốn ngân hàng cho từng mẫu để quý khách có thể tham khảo nha. Rồi, đến đây thì em xin chào mọi người và chúc mọi người một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ.